Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là motor giảm tốc mini sử dụng nguồn điện DC một chiều 12 hoặc 24V. Công suất là 100W. Có các loại phổ biến thông dụng như sau. Đầu tiên có mã hàng là IKDC. Có trục ra là trục thẳng. Đây là phần trục ra. Đường kính trục ra là 10mm. Chốt cavet 4mm. Đây là dây nguồn. Chúng ta cấp điện DC 12 hoặc 24V là có thể chạy được. Tiếp theo là motor giảm tốc DC. Trục ra là trục vuông góc, trục ra cốt âm. Mã hàng là RH. Đường kính trục ra âm 15mm. Rãnh cavet 5mm. Ngoài ra chúng tôi còn có loại trục ra cốt dương. Mã hàng là RA. Đường kính trục ra 12mm. Tiếp theo là motor DC lắp với hộp giảm tốc NMRV, trục ra vuông góc, trục ra cốt dương. Kính trục ra dương là 18mm. Chốt cavet 6mm. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng trục âm. Đường kính trục ra âm 18mm. Chốt cavet 6mm. Ngoài ra chúng tôi còn có loại motor giảm tốc mặt bích. Đây là mặt bích. Tỷ số truyền quý khách có thể lựa chọn từ giảm 3 đến 3.000 lần. Tốc độ trục ra motor khoảng 400 đến 1 vòng trên phút. Sau đây là hình ảnh kho xưởng và văn phòng công ty.